Thì theo như quý vị được biết á, giữa Bác Quan Trai, trong cái ngày mà mình thọ với Bác Quan Trai không có nghĩa là mình không phạm giới là đủ, mà mình còn phải làm những cái việc khác, toàn bộ đều trong cái tinh thần chánh pháp hết. Có nghĩa là ngày hôm đó chúng ta sẽ không có việc mà đi làm, hôm đó chắc chắn mình phải nghỉ. Cho nên có những cái bước mà mình cần phải chuẩn bị, ví dụ như trước ngày mà mình thọ Bát Quan Trai thì mình phải xin nghỉ trước một ngày, rồi mình thu xếp những cái công việc, chứ không có lý do gì mà tới ngày hôm đó đã thọ Bát Quan Trai rồi mà còn đi đón con, còn đi đưa vợ đi chợ, rồi còn đi chuẩn bị nấu ăn nấu nướng. Những chuyện đó mình phải dẹp hết. Thậm chí á, nếu như mà mình không thọ Bát Quan Trai ở chùa mà mình phải ở nhà thì mình vẫn phải nấu ăn trước, có nghĩa là mình nấu trước một buổi để chi, để cái hôm mà mình thọ Bát Quan Trai đó mình chỉ việc hâm lại đồ ăn thôi, mình không phải mất thời gian trong cái việc nấu nướng. Và vào buổi sáng cái hôm mà mình thọ Bát Quan Trai thì mình cần phải vệ sinh sạch sẽ, tắm rửa, nhưng mà nhớ mình hoàn toàn không có sử dụng những cái dầu thơm hoặc là những cái trang điểm, những cái mỹ phẩm trang điểm là mình không sử dụng. Rồi những cái như là dây chuyền rồi vàng bạc ngọc cũng không có đeo luôn, đồng hồ cũng dẹp qua một bên, vòng vàng dẹp hết, cái đó là mình không có đeo. Nếu như có thể thì tốt nhất là mình đến chùa để xin thọ giới. Trong cái trường hợp mà chẳng đặng đừng á thì có thể thọ giới ở nhà, thọ với Bác Quan Trai ở nhà, nhưng mà với điều kiện là mình phải có một chỗ để mà mình tu tập. Chứ lúc đó là mình sẽ tách riêng ra, mình không có sống chung với gia đình. Và nhớ nè, trong cái ngày mà mình thọ với Bác Quan Trai thì cái việc mà mình cần làm đó là cái gì? Tuần trước, trước Tết thì đã nói rồi, là mình cần phải thực hành năm cái đề mục tùy niệm liên tục: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thiên. Chỉ cái niệm thí là mình không có niệm. Và sắp tới trong cái khi mà chuyển qua cái phần định á thì sư sẽ hướng dẫn cụ thể chi tiết về những cái mục này. Nhưng mà đương nhiên là nếu như mà cả sáng cho tới tối, cho tới sáng ngày hôm sau mà mình hoàn toàn mình thiền định không thôi thì nó quá tốt, nhưng mà mình sẽ có những cái khoảng trống ở giữa, tại vì mình không thể nào mình làm liên tục được. Thì trong cái thời gian mà nó đệm ở giữa thì mình có thể làm những việc như là mình nghe pháp hoặc thuyết pháp, hoặc là mình đọc kinh sách. Kinh sách ở đây là chánh tạng hoặc là những sách liên quan đến Phật giáo. Mình không đọc những sách ở ngoài đời, thậm chí như là hạt giống tâm hồn hay là cái chiếc kinh sách thì mình cũng không được đọc luôn. Tốt nhất là mình đọc chánh tạng. Và đối với ai thực hành tứ niệm xứ thì ngày hôm đó là mình chọn ngày mình cũng thực hành tứ niệm xứ. Và nhớ nè, nếu như mà mình thọ với Bát Quan ở chùa thì thông thường là mình sẽ được sắp xếp chỗ ở và sẽ được ăn trưa, đúng không? Sẽ được ăn ở chùa. Thì quý vị nhớ là mình phải quán tưởng tứ vật dụng nếu như ở chùa. Cái này là nói sư nói là trong cái ngày Bát Quan Trai, nhưng thực tế đó tất cả những cái buổi lễ khác, những cái ngày khác mà khi mà quý vị đến chùa mà mình được ăn cơm ở chùa, nhiều trường hợp đó mình tới chùa mình hay được ăn ở chùa, hoặc có trường hợp là mình được nghỉ lại chùa thì mình vẫn phải quán tưởng những cái vật dụng. Tại vì sao? Bởi vì những tài sản mà thí chủ đem đến cúng dường cho Tam Bảo đó là cúng dường cho những người tu hành, họ cúng dường bằng một cái niềm tin, cho nên để không có phụ lòng thí chủ. Mình đến chùa mình cũng là những cái người tu tập, mình có tu tập cho nên mình xứng đáng được hưởng những cái vật phẩm mà thí chủ họ tới cúng dường, mặc dù mình vẫn là người tại gia cư sĩ. Tuy nhiên ngay cả như những hàng xuất gia khi mà thọ dụng, ví dụ như ăn cơm thì mình phải biết quán tưởng vật thực,
Một số truyền thống ở Bắc Tông thì họ vẫn giữ được cái truyền thống này, ví dụ như là thiền phái Trúc Lâm thì họ có cúng quá đường. Một số chùa Bắc Tông họ vẫn còn giữ truyền thống cúng quá đường, là quán tưởng khi mà mình ăn cơm. Thì Phật giáo Nguyên Thủy cũng như vậy, mình phải quán tưởng. Thứ nhất là nếu như mà mình dùng cơm hoặc ăn uống bất cứ cái gì ở chùa, mình phải quán tưởng như thế này: thực phẩm nào ta chưa quán tưởng mà ta đã dùng trong ngày nay rồi, thực phẩm ấy chẳng phải để chơi như trẻ con ở thế, chẳng phải để dưỡng sức cho mạnh say mê như kẻ đánh lộn, chẳng phải để điểm trang nhan sắc như kẻ chơi bời đặng. Ta thọ vật thực chỉ để thân tâm được mạnh khỏe, đặng tránh sự khó nhọc, hầu tu hành theo đạo cao thượng, để trừ cái khổ đã qua là sự đói khát và ngừa sự ăn quá độ. Các hành động cho bốn oai nghi, sự vô tội nhất là thân tâm không biết nhát, và sự an lạc cho bốn oai nghi đã phát sanh đến cho ta cho nhờ sự tạo được ấy. Thì cái phần này đó, nếu như mà quý vị thọ Bát Quan Trai ở chùa Nam Tông, thì nếu cần người sư sẽ in ra để cho mình đọc ha. Còn nếu mà ở chùa khác á, thì cũng có thể là liên hệ với sư, một là liên hệ với sư để mà sư in ra, tại vì bây giờ mình không có thời gian mà mình ghi chép từng cái dòng như vậy. Cái thứ hai là quý vị có thể lên trên mạng tìm, ví dụ như là quán tưởng tứ vật dụng, tìm là ra. Cái thứ ba là nghe lại cái bài pháp này, sư sẽ đăng tải lên Facebook sau. Đó là nói về vật thực. Thường á thì Phật giáo phát triển họ chỉ quán tưởng cái vật thực thôi. Tuy nhiên ở Phật giáo Nguyên Thủy thì mình phải quán tưởng luôn cả bốn món vật dụng. Có nghĩa là nếu như mà mình mặc đồ ở chùa, mặc y phục nếu mà các nhà sư thì mặc ở đắp y, còn nếu mà Phật tử tự mình mang đồ đến chùa thì thôi. Nhưng mà có những nơi thì họ phát cho mình đồ để mặc ở chùa, thì những trường hợp đó mình vẫn phải quán tưởng. Quán tưởng như thế nào? Cái y phục nào mà ta đã mặc trong ngày nay rồi đó, thì y phục đó để ngừa sự lạnh nóng, muỗi mồng gió nắng, rắn nhỏ rắn lớn, cho đặng che thân thể và tránh điều hổ thẹn như sự lõa thể mà. Có nghĩa là mình mặc y phục chỉ để che thân thể, chứ không phải để trang điểm, không phải để xe xua, để cho đẹp, để phục vụ mục đích tu hành. Và nếu như mà mình ở lại chùa, khi mà thọ Bát Quan Trai, trong những trường hợp mình được ở lại chùa thì phải quán tưởng cái chỗ ở. Chỗ ở như thế nào? Chỗ ở nào mà ta đã vào cư ngụ trong ngày nay rồi, thì chỗ ở đó để ngừa sự lạnh nóng, bụi mồng gió nắng, rắn nhỏ rắn lớn, tránh sự khó chịu bởi thời tiết và được nơi thanh vắng để tham thiền nhập định. Còn đối với những ai mà có bệnh thì cần dùng thuốc, thì mình cũng có những cái phép quán tưởng khi mà mình dùng thuốc. Đó là thuốc uống để dưỡng thân, là thuốc cho người bệnh dùng. Ta đã dùng rồi trong ngày nay mà ta chưa quán tưởng, thì thuốc đó để trừ khước những bệnh hoạn đã phát khởi lên rồi, và cho đặng tránh khỏi sự khổ não nặng nề thường có. Quý vị, trong cái ngày mình thọ Bát Quan Trai ở chùa đó, là mình phải quán tưởng bốn món vật dụng này, ít nhất là trước khi ngủ. Trước sáng ngày hôm sau là mình phải quán tưởng ít nhất một lần. Còn chư tăng á thì phải quán tưởng hàng ngày, mỗi ngày cũng như vậy, trước khi mặt trời mọc là đều phải quán tưởng một lần thứ bốn món vật dụng này hết. Cho nên là sư đọc lèo. Và trong cái ngày bắt con trai ở chùa hay ở nhà cũng vậy, ngủ ít lại. Ví dụ như mình ngủ theo lời đề nghị á, là mình chỉ ngủ từ 10 giờ cho tới 2 giờ sáng, tức là mình ngủ 4 tiếng đồng hồ. Nhưng mà có những cái buổi như là Đầu Đà của mình, Đầu Đà là ngày 15, là 2 ngày tới, ngày mai ngày mốt, tới ngày mốt, thì mình sẽ thức trọn một đêm luôn, là mình không ngủ. Cho nên nếu như mà tốt nhất á, mình có thể tới chùa vào buổi sáng, mình thọ với Bát Quan Trai, rồi mình ở mình tu tập hết buổi sáng, rồi tới hết buổi chiều, buổi tối là mình thọ lễ Đầu Đà, là mình thức luôn nguyên đêm để chọn ngày hôm đó là mình sẽ tu tập. Và nhớ là tới buổi sáng ngày hôm sau là mình phải làm hai việc: thứ nhất
là mình xem xét lại coi cái giới luật của mình ấy, bát giới, tám cái giới, thì mình có trọn vẹn hay không, có thiếu sót gì hay chưa. Cái thứ hai là mình phải biết hồi hướng phước và mình phát nguyện. Nói như vậy để thấy là cái việc mà mình thọ cái giới bát quan mà cho nó đúng nó rất là khó, mà hầu như mình rất hiếm người mà làm được. Đa phần Phật tử mình, ngay cả Phật tử Nguyên Thủy mang tiếng là thọ bát quan trai, thì cũng chỉ thọ theo cái kiểu là giữ tám giới nguyện, miễn sao không phạm giới thôi. Đa phần Phật tử bây giờ thọ như vậy, cho nên ấy, cái phước nó rất là hạn chế. Ở cái trước Tết thì sư đã nói rồi, thọ với bát quan thì mình có ba kiểu, mà cái kiểu mà mình thọ miễn sao không nó không phạm giới thì thôi đó, thọ chờ cho tới hôm sau rồi hết, thì cái kiểu đó là kiểu của người chăn bò hoặc là cái kiểu của ngoại đạo. Còn nếu mà mình thọ đúng theo cái tinh thần chánh pháp á, là cái gì phải làm y chang nãy giờ sư nói, có nghĩa là trong cái ngày mình thọ bát quan trai mình chỉ làm mỗi một việc là hành thiền. Cái khoảng thời gian trống để mình nghỉ ngơi, thì ngồi ao chân quá hoặc ngồi chân quá, thì mình nghe pháp hoặc là thuyết pháp hoặc là đọc kinh, ngoài ra mình không làm chuyện gì khác. Nãy giờ quý vị nghe có thấy thiếu gì không? Sao sư không nói tới cái chuyện phục vụ, không nói cái chuyện quét sân, không nói gì tới cái chuyện rửa chén gì. Những cái chuyện đó ngày thường mình làm, cái hôm mình thọ bát quan trai làm ơn để qua bên. Nếu mà quý vị có cái tâm phục vụ á, để hôm khác làm. Cái ngày hôm đó là ngày để mình tu thôi. Tại vì sao? Tại vì mình không có ăn chiều, mà đa phần á là mình quen rồi, buổi chiều ăn quen, thì ngày hôm đó mình đã không ăn rồi mà còn đi lo mà lăn xăn đi phục vụ, đi quét sân, đi tưới nước, cái gì chuyện đó. Như sư mấy sư thì nhịn chiều biết quen, nên chiều lại thì vẫn có thể tưới cây rồi vẫn có thể làm này làm kia, hoặc thậm chí cái hôm mà sửa cái thiền đường này nè, chiều lại rồi đó mà mấy sư là còn phải trộn hồ. Trộn hồ mà trộn phải trộn tới để coi trộn tới 9-10 giờ đi, không ăn uống không ăn chiều, coi như là xong cái hôm đó là mấy sư là tuột ký hết, tuột mấy ký á. Thì Phật tử mình á, tại vì lâu lâu thì mình mới làm có một ngày thôi, cho nên khuyến khích lo tu, đừng làm gì hết, không làm gì hết, lo tu thôi để mình hưởng trọn cái phước ngày hôm đó. Và nói về các cái giới mà bát quan á, thì nó hình như là sư cũng không cần giải thích gì nhiều đúng không? Ví dụ như là nó khác ở chỗ nào, một cái là cái giới không hành dâm thì biết rồi, thì mình không có quan hệ nam nữ dầu với bất kỳ hình thức nào. Cái thứ hai là không có ăn phi thời, có nghĩa là không ăn quá ngọ đó. Cái quá ngọ này thì tùy ở mỗi nơi mỗi quy định nha, tại vì trong chánh tạng thì không có quy định cái giờ cụ thể, không quy định giờ cụ thể. Thì có một số nơi thì nói là cái khi mặt trời lên tới cái điểm cao nhất, mình là giờ ngọ đó, mặt trời lên tới điểm cao nhất, thì điểm cao nhất giờ ngọ mà nếu mà tính theo hôm bữa mà sư coi thì hình như là nếu mà tính theo giờ Sài Gòn mình là khoảng 12 giờ rưỡi, chứ phải 12 giờ, khoảng 12 rưỡi. Nhưng mà như vậy nè, có một số vùng 10 giờ sáng mà trời vẫn còn tối thui, hoặc là có những vùng 3 tháng trời là trời mặt trời không có lặn. Có những vùng như vậy thì làm sao mà mình canh theo cái đồng hồ, theo cái đồng hồ thì mặt trời được không canh được. Hoặc là có những nơi thì họ quy định là giờ ngọ là tới 12 giờ, 12 giờ là giữa giờ trưa, là sau 12 giờ không được ăn nữa, là 12 giờ 1 phút, 12 giờ 2 phút là không được ăn nữa. Nhưng mà có nơi ví dụ như là ở Trung Quốc thì họ chia ra làm 12 canh đúng không, thì cái giờ ngọ của họ đó nó nằm ở trong cái khoảng là từ 11 giờ cho đến 1 giờ. Thì có nghĩa là quá ngọ của họ thì có nghĩa là quá 1 giờ đó. Thì cho nên sư mới nói là tùy tùy ở mỗi nơi quy định như thế nào thì mình theo cái chỗ đó, quan trọng là mình hiểu được ý nghĩa của nó. Có nghĩa là mình một ngày chỉ ăn
Tới trưa vậy là đủ, không có ăn chiều, chiều lại không ăn được. Cơ thể mình thực tế quý vị thấy không, mấy sư thì đâu có ăn chiều đâu, thì vẫn sống ầm ầm thôi, đâu có ai chết đâu. Không sao hết, không sao hết. Tại vì á, Đức Phật, thậm chí Đức Phật khen gì nè, những người mà ốm vậy Phật khen. Thậm chí có trường hợp trong kinh á, Đức Phật khen là một vị tỳ khưu là da còn có da bọc xương thôi đó, mà gân nó nổi lên luôn á, mà Đức Phật tại vì gì phải biết là những cái vị mà xuất gia không có quan hệ nam nữ, cắt đứt cái chuyện quan hệ nam nữ, thì khi mà mất cái này rồi đó thì cái chuyện ăn uống ám ảnh ghê lắm, gì không hiểu đâu. Chuyện nào mà mình không xuất gia gì không hiểu đâu, cái việc ăn uống ám ảnh ghê lắm. Cho nên ấy, một người xuất gia là phải ăn uống tiết độ. Một trong những cái phần mà quan trọng của giới luật là tiết độ trong ăn uống, không có được ăn nhiều. Ăn coi như thí dụ như là còn 4 hoặc 5 muỗng nữa thì no đó, là phải ngưng. Buổi chiều lại không ăn. Và kinh nghiệm cá nhân sư thì sư thấy là cũng đúng. Tại vì như thế này nè, nếu như mà mình ăn no thì thứ nhất là buồn ngủ, cái thứ hai nếu mà ăn bổ quá đó, cái tâm dục nó sẽ nổi lên rất là mạnh. Người tu thì sẽ nhìn thấy rất rõ cái vấn đề này. Trời ơi, xin thưa với quý vị, cái tham dục mà nó nổi lên rồi á, chiến đấu với nó chừng ai lắm, chứ không phải cái chuyện đơn giản đâu. Người tại gia thì họ còn cách này cách kia, chứ còn xuất gia là chịu chết. Cho nên cái cách tốt nhất là mình phải giảm lại cái vấn đề ăn uống, phải giảm. Và khi mà ăn á, ví dụ như buổi chiều một số người mà đói quá họ không có quen, thì trong luật cho phép có thể uống nước, một số loại nước, ví dụ như nước trái cây, trừ nước ngũ cốc. Ví dụ như nước mà nước gạo là không được uống nè, nước làm từ đậu nành, đậu xanh, đậu đỏ, các thứ đậu không được uống. Ví dụ như sữa đậu nành cũng không được uống. Rồi những loại nước mà không có lọc bỏ sát là cũng không được uống luôn. Có nghĩa là mình phải ép lấy, chỉ lấy nước thôi, không được lấy sát. Đó. Rồi trong những cái trường hợp mà mình cần dùng thuốc á, thì có một số loại thực phẩm mang tiếng là thực phẩm nhưng mà được xếp vào cái loại thuốc thì mình vẫn được dùng, ví dụ như mật ong, rồi bơ các loại như là bơ đặc, bơ lỏng. Mà đối với một vị tỳ khưu á, thì mật ong hoặc là bơ được giữ, có nghĩa được giữ trong phòng á tối đa là 7 ngày, quá 7 ngày là phải bỏ. Còn tất cả những loại nước khác trừ nước lọc không được để qua đêm, ngay cả nước ngọt không được để qua đêm, trà cà phê không được để qua đêm, phải bỏ, đúng luật á phải bỏ. Mà quý vị chưa biết cái tình trạng mà thí dụ như mà tối mà bao tử mà nó cào á, thử nghĩ coi cái bơ mà bơ thực, cái bơ Tường An á ha, bơ Tường An á, gì mở cái hũ bơ ra cũng gì ăn hết cái hũ bơ thí dụ chịu không nổi đâu. Vì múc một muỗng ăn có thể là còn nhịn được, múc muỗng thứ hai ăn còn nhịn được, múc muỗng thứ ba ăn ngủ gì không ói thì nói thiệt là cái gì cũng nể. Nhưng mà mấy ông sư kẹt quá thì vẫn phải lách luật theo cái kiểu đó, cái là tại vì Phật cho cái kiểu đó là cái kiểu mà thuốc ăn, cái đó chắc chắn không ngon lành gì rồi. Thử tưởng tượng mà bơ mà vớt trong một hũ gì là không ngon lành cái gì hết đó. Đó thì có những cái cách như vậy cho nên nhà sư nếu mà giữ đúng luật phải nói là khổ lắm, nhưng mà đó quý vị được cái là giữ giới bát quan trai giữ có một ngày một à, cho nên ráng. Rồi cái chuyện mà cái giới mà không múa hát, thổi đờn kèn, rồi không trang điểm á, thì cái đó là không cần phải nói gì hết. Tất cả các cái loại giải trí, nói thiệt nha, kể cả cái việc mà ca nhạc đạo á, cũng cấm luôn.
ví dụ như Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật chẳng hạn, mà nó ngọn ngân nga theo cái kiểu mà giai điệu đó, cũng không được luôn, đặc biệt trong cái ngày Bát Quan Trai ha. Còn ví dụ như ngày thường thì không ai cấm gì ca hát đó. Nhưng mà trong ngày Bát Quan Trai thì mình phải nín, tuyệt đối bỏ cái chuyện đó. Còn nếu mà lỡ mà người ta phát nhạc mà mình bắt buộc trong cái tình huống mình phải nghe thụ động á thì phải chánh niệm thôi, chứ biết sao, phải chánh niệm. Còn nếu mình có cái tâm mình thưởng thức thì coi như là mình mất đi cái giới này rồi. Cái chỗ mà cái giới là không nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp, à khoan, còn cái chỗ mà coi như là không có trang điểm thì nhớ nha, tất cả các loại mỹ phẩm là không, đều không được sử dụng, ngay cả như là sữa rửa mặt các loại là không được sử dụng. Cứ yên tâm là ở chùa thì không, nó rất nó, không khí nó khá là trong lành, nhất là chùa Nam Tông không khí nó trong lành, cho nên mình không phải lo. Rồi còn cái chỗ mà không nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp á, thì theo tạng luật không quá cao ở đây là nó khoảng một cái hắc tai và một gang tai khoảng 60 cm, như mình khoảng 60 cm thì tính như thế nào? Tính là cái chân, không tính cái mặt bàn, ví dụ như bàn không tính cái mặt bàn nè, giường không tính cái mặt giường, ghế thì không tính mặt ghế, chỉ tính cái chân thôi, từ cái đất lên tới cái chân. Còn nếu ở trên trên lầu á thì chỉ tính là từ cái sàn cũng tính được cái chân luôn, chứ không có cái chuyện mà mình tính là cả kích thước của lầu một, không tính cái đó. Mình tính cái kích thước của cái chân bàn, cái chân giường hoặc chân ghế, thì cái chân đó là không được cao quá 60 cm. Cái thứ hai là nó quá xinh đẹp. Xinh đẹp ở đây được định nghĩa là có nệm lót, hoặc là được chạm chỗ. Ví dụ như vậy, chạm chỗ con này con kia, chạm chỗ hoa lá thì đều xem là xinh đẹp. Tại vì cái chỗ này là cái ghế thuyết pháp cho nên là coi như ngoại lệ ha. Rồi còn thêm một cái nữa, hoặc là cái tấm trải trang trí, có trang trí hoa lá hoa hoặc cái gì đó, hoặc là thuần một màu, ví dụ thuần một màu trắng, thuần một màu đen cho nó sang, nhiều nơi họ thuần một màu cho nó sang thì cũng không được luôn. Tất cả những loại đó là được xem là quá xinh đẹp, cho nên nếu mà quý vị có vô phòng sư thấy có cái giường sắt là chắc chắn là không có cái chuyện mà trang trí rồi. Thì sư nằm cũng đơn giản, lấy cái y da trái như này nè, gấp bốn lại trải lên. Rồi còn một cái lấy thêm cái y nữa gấp đôi lại làm mền đó, xong. Thì nếu mà mình giữ giới không nằm ngồi nó quá cao và xinh đẹp thì phải làm như vậy. Và xin thưa là chỉ trừ có những cái giới là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, thì những cái giới đó thì khi mình phạm thì mình sẽ tạo nghiệp rất là nặng. Nhưng mà có ba giới ở trong bốn giới trong Bát Quan Trai đó, thì ví dụ như là không có hành dâm nè, rồi không ăn phi thời, không có múa hát hoặc là trang điểm, rồi không nằm ngồi quá cao và xinh đẹp. Nếu như quý vị không giữ được mà phạm giới đó thì mình sẽ không có tạo cái trọng nghiệp theo cái kiểu là giống như là trộm cắp hoặc là tà dâm hoặc là nói dối, không phải như vậy. Thứ nhất là mình không được cái phước đặc biệt của cái giới Bát Quan Trai. Còn nói về tạo nghiệp ấy thì cái nghiệp đó tương đương với cái việc mà mình ngày thường mình ăn uống như thế nào, cái nghiệp như thế nào thì ngày hôm đó mình ăn thì mình cái nghiệp của mình vẫn y chang như vậy. Nắm là chứ một số vị nói là phạm cái giới này là không có tạo nghiệp, sư không đồng ý. Tại vì ví dụ như ngày thường á mình ăn mà với cái sự thỏa thích, ăn chiều thì ăn với cái sự thỏa thích, cái nghiệp nó như thế nào là chắc chắn cái tâm tham rồi, ăn mà mình thích thú trong đó là chắc chắn là tâm tham rồi. Thì cái nghiệp nó như thế nào thì trong cái ngày mà mình thọ Bát Quan Trai đó mà mình ăn chiều á, cái nghiệp cũng y chang như vậy. Mình thứ nhất mình mất cái phước đặc biệt của ngày hôm đó, thứ hai là mình tạo một cái nghiệp y như là ngày thường. Mà sư nói cái phước đặc biệt của cái ngày mà Bát Quan Trai đó là như thế nào, nó đặc biệt cái gì? Nếu như mà mình tu đúng đúng
Có nghĩa là ngày hôm bắt quan trai là mình giữ tròn tám giới này ha, và mình tích cực hành thiền hoặc là nghe pháp hoặc thuyết pháp. Nếu mình giữ tròn cái ngày hôm đó thì ở trong bộ Apadana thì có một vị tỳ trưởng lão ni tên là Ekubo Sathakathevi. Thì vị này á, vào thời Đức Phật quá khứ chỉ giữ cái giới bát quan trai một ngày thôi, gì một ngày một, và coi như là sống bình thường như biết bao nhiêu con người khác, vị này chỉ giữ được có một lần. Thì nhờ cái phước đó đó, sau khi mà mạng chung được sanh về cái cõi trời Đau Lợi và được làm cái tiên nữ đẹp nhất ở trên đó. Rồi quý vị biết rồi, cái mà đẹp nhất á, là đế thích thưởng. Cho nên suốt 64 đời vua trời đế thích là bà này là làm hoàng hậu, làm chánh hậu của vua trời đế thích. Đế thích thì nhiều vợ lắm, nhưng mà hoàng hậu chỉ có một. Thì suốt 64 đời vua trời đế thích liên tục thì bà này làm hoàng hậu. Và sau khi mà hết cái phước mà làm hoàng hậu ở trên cõi trời đó thì tiếp tục làm hoàng hậu ở cõi người cũng 64 kiếp, mà trong đó thì có một một kiếp là hoàng hậu của vua Chuyển Luân Thánh Vương, còn 63 kiếp còn lại đó là hoàng hậu của mấy ông vua nhỏ, ông vua bình thường. Vua bình thường ở đây là cỡ như Càn Long, Khang Hy này nọ, chứ không phải là vua thường cỡ vua Việt Nam, vua Campuchia này nọ đâu đó. Và suốt sau khi mà hết cái phước đó thì làm một cái người bình thường, nhưng mà người bình thường ở đây là thuộc hàng đại gia. Suốt 91 kiếp không bị đọa vào bốn cái đường ác. Không bị đọa vào bốn đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Không bị đọa vào bốn cái đường ác. Và suốt 91 kiếp đó là toàn bộ sống là đại gia thôi, có nghĩa là tiền bạc là thoải mái, nhà cửa là không phải lo, xe cộ là tha hồ, quyến thuộc, rồi chồng con tất cả mọi thứ đều được như ý. Suốt 91 đại kiếp, có nghĩa là 91 cái tuổi thọ của quả địa cầu, 91 kiếp như vậy. Và cho tới cái kiếp cuối cùng, cái này là cũng may là cái cuối cùng khi mà cái phước nó hết rồi đó, thì vị này 7 tuổi xuất gia, và xuất gia được nửa tháng thì đắc A La Hán. Cho nên sư cực lực khuyến khích quý vị tu Bát Quan Trai nếu là tại gia cư sĩ. Còn nếu như mình xuất gia thì mình được cái hưởng phước của cái hàng xuất gia thì không nói rồi. Còn nếu mà tại gia thì còn một cách nữa để mình làm phước là mình thọ với Bát Quan Trai. Quý vị có biết là nếu như mà được cúng dường một vị Phật độc giác, đặt bát cúng dường đó, vị Phật độc giác ôm bát đi ngang qua mà mình cúng dường với cái tâm hoan hỷ, mình có thể là 6 kiếp liên tục sanh về cõi trời cõi người, nhưng mà chỉ 6 kiếp. Và nếu như mình có cái nguyện đặc biệt đó, thì cái nguyện đó vẫn thực hiện được. Ví dụ như có trường hợp có người thì nguyện là cho con được làm tướng quân, cho con được làm triệu phú, rồi cho con được làm cái này cái kia, được cái này cái kia, thì đều thực hiện được trong 6 kiếp. Có người thì nguyện là trong 6 kiếp đó là nhớ được cái chuyện tiền thân, nhớ được cái chuyện kiếp trước thì vẫn được, nhưng mà nhớ nha, chỉ có 6 kiếp thôi. Thì cái phước nó lại không bằng một người thọ Bát Quan Trai chỉ một ngày. Cho nên ý, bố thí cúng dường tự nhiên là tốt, nhưng mà cái việc mình tu thì vẫn tốt hơn. Thành ra bây giờ thì mình phải đi làm, cư sĩ phải đi làm rồi phải kiếm tiền. Thì có hai cách để mà quý vị thọ Bát Quan Trai. Không nhất thiết là phải thọ đúng cái ngày mà hôm bữa sư đã ghi đó, những cái ngày thọ Bát Quan, không nhất thiết phải thọ đúng cái ngày đó, mà có thể là mình thọ vào ngày chủ nhật. Ví dụ như mình hết ngày chủ nhật từ sáng chủ nhật cho tới hôm sau đó, tới tối rồi tới sáng hôm sau mình đi làm cũng được, hoặc là thứ bảy hết ngày thứ bảy cũng được. Hoặc là có những cái trường hợp như là những cái đêm đầu đà đó, thì mình có thể là mình thọ Bát Quan từ buổi sáng, rồi mình thực hành liên tục cho tới chiều tối mình giữ cái lễ đầu đà luôn.
thì cái đó nó phước nó rất là lớn. Nên người tại gia cư sĩ nên tích trữ những cái phước này, không phải lời nào mình cũng được gặp Phật đâu thưa quý vị. Và còn một cái giới Bồ Tát nữa, giới Bát Quan Trai còn gọi là giới Bồ Tát của Bồ Tát Tháp đó. Thì còn một cái nữa là có chín pháp, có chín giới. Thay vì Bát Quan thì mình có 8 giới thì cái này có 9 giới. Thì nó cũng y chang thôi. Nhưng mà nó thêm một cái là mình rải tâm từ khắp hết 10 phương. Mà nhắc tới rải tâm từ á thì từ hôm mà sư hướng dẫn thiền như tới bây giờ sư chưa thấy ai truyền pháp á. Thực tế là quý vị nên truyền pháp. Như mà những cái khóa thiền á, là những cái người mới là phải truyền pháp mỗi ngày. Mà quý vị thì khi mà hành thiền nó thực sự là nên truyền pháp. Có truyền là như thế nào? Có nghĩa là nói là con hành thiền khi mà con ngồi thì con suy nghĩ như vậy, con hành thiền như thế này, rồi đi đứng như thế này, để chi? Để vì thầy hướng dẫn biết coi là mình làm đúng hay làm sai và có cần phải chỉnh sửa gì hay không. Và nếu như cái bước mình tu tới đó được rồi, có thể đi đi tiếp cái bước cao hơn thì vị thầy nó sẽ hướng dẫn. Chứ còn mình cứ im ru không thôi là mình tự mình thiệt thòi chứ không ai. Mà trong khi đó như ở chùa này, chùa Nam Tông, sư ở trong chùa thôi chứ sư đi đâu đâu, đúng không? Nếu mà cần cái gì trình pháp là cứ tới chùa gặp sư, có gì đâu ngại. Trời ơi sư không có gì mới ngại. Và tiếp theo là sư nói về cái giới của cái hàng xuất gia. Thì khi nói về cái hàng xuất gia đó, thì đầu tiên là cần phải nói là hàng xuất gia bây giờ chỉ còn có tỳ khưu tăng, không còn ni, chỉ có tăng chứ không có ni. Theo tại vì theo cái lịch sử á, là sau khi Đức Phật nhập diệt 500 năm là không còn tỳ khưu ni nữa, không còn hội chúng tỳ khưu ni. Mà trong cái Bát Kinh Pháp có nghĩa là 8 cái pháp mà một vị tỳ khưu ni là phải tuân thủ theo á, là sao? Một trong những cái điều kiện đó rất là quan trọng, một điều như thế này nè, là một người muốn xuất gia làm ni thì phải xuất gia ở cả hai hội chúng, một là hội chúng tăng, hai là hội chúng ni, thì cái việc xuất gia của người đó mới được coi là hợp lệ, thì mới được coi là một vị tỳ khưu ni. Nhưng mà 500 năm sau khi Phật nhập diệt, ni chúng không còn nữa, thì một người muốn xuất gia làm tỳ khưu ni họ không có chỗ để họ xuất gia, chỉ còn tăng thôi. Họ xuất gia ở bên tăng là ok rồi, nhưng mà họ không còn bên ni để họ chạy qua họ xuất gia. Cho nên ấy, suốt cái thời một cái giai đoạn rất là dài, Phật giáo hơn 2.500 năm không có tỳ khưu ni. Sau này một số vị tự đắp y rồi xưng tỳ khưu ni, xuất gia không đúng, không đúng theo luật. Xin lặp lại, muốn xuất gia đúng theo luật là phải xuất gia ở cả hai hội chúng tăng và ni, mà 500 năm sau khi Phật nhập diệt là không còn ni nữa, cho nên việc xuất gia không hợp lệ. Mà không hợp lệ thì chắc chắn nó không phải là tỳ khưu ni. Nếu như mình vẫn cố tình mình đắp y thì đó gọi là trộm tăng tướng. Thì cái vấn đề mà tỳ khưu ni này, như bây giờ một số nơi thì họ cho là bên chỉ hội chúng tăng không thôi đó thì vẫn có thẩm quyền để mà tạo nên cái hội chúng ni. Xin thưa các cũng không được, tại vì theo luật mình nói chuyện chỉ căn cứ theo luật thôi, chứ còn bây giờ mình nói chuyện mà mình căn cứ theo cái suy nghĩ cá nhân thì nó không có gì đảm bảo hết. Theo luật thì chỉ có Đức Thế Tôn mới được quyền tạo ra hội chúng tỳ khưu ni mới được, còn bây giờ tỳ khưu ni là không có rồi, chỉ có Đức Phật mới được phép, mới có thẩm quyền tạo ra hội chúng tỳ khưu ni thôi, mà bây giờ Phật không còn, cho nên là không còn ai có thẩm quyền hết. Và đương nhiên á, là cái việc mà một số người
tự xưng làm tỳ khưu ni. Nó như thế này nè, thứ nhất là anh nhắm có giữ được giới của tỳ khưu ni không. Giới tỳ khưu ni khó hơn tỳ khưu tăng, giới của ni nó khó hơn giới của tăng. Ví dụ như giới của tăng á, là không được chạm vào người nữ, người khác giới. Nếu như chạm vào thì sám hối với một cái hội chúng là 20 người, 20 vị mới có đủ cái năng lực để mà giải tội cho cái vị này. Nó giống như là mình phải đi ra cái hội đồng xử án á, rồi đi ra và làm đủ thứ thủ tục hết thì mới phục hồi lại cái nhân phẩm của một vị sư, của một vị thầy. Nhưng mà đối với ni, nếu mà xúc chạm, nếu mà đụng chạm vào cơ thể người nam ấy, hoặc để cho người ta mà đụng vô cơ thể mình ấy, từ cổ trở xuống là đứt giới, phải hoàn tục đứt giới luôn. Tất cả những cái tội, rất nhiều tội, nó nặng hơn bên tăng rất là nhiều. Cùng giới tính thì nói làm gì? Sư đang nói đi đó. Cho nên cái giới, nếu mà nhắm mà thọ được cái giới đó thì muốn giữ thì cứ giữ đi. Bản thân mà mình giữ được á, bản thân nó là cái phước thật sự. Hoặc thậm chí tại gia cư sĩ muốn giữ 227 giới của mấy ông sư thì vẫn giữ được. Nhưng mà nhớ là mình phải hiểu, mình giữ là mình giữ có cái phước thì chắc chắn có phước, nhưng mà mình vẫn không phải là một vị tỳ khưu. Muốn giữ thì cứ giữ. Còn nếu như có lần một vị nói như thế này nè, là phải cho mấy cô tu nữ á, lên lên tỳ khưu để làm chi, để cho mấy cái buổi mà họp á, gọi là tăng sự á, tăng chưa tăng mà hành tăng sự á, thứ nhất là có tiếng nói, cái thứ hai là để có được những cái quyền lợi. Thì sư hỏi mình xuất gia để mình tu mà cái tiếng nói với cái quyền lợi á, nó phải vì danh và vì lợi, mà mình xuất gia mà mình vì danh vì lợi như vậy á, thì lên tỳ khưu để làm gì? Thì cá nhân sư thì sư không đồng ý cái chuyện đó. Và đương nhiên cái xu hướng tất yếu là sau này thì có một sẽ có một cái hội chúng gọi là hội chúng tỳ khưu ni, cái đó chắc chắn là sẽ xảy ra. Đó là một cái gọi là tất yếu. Nó tất yếu, nó cũng giống như là sự suy tàn của giáo pháp, cái việc đó chắc chắn sẽ xảy ra. Rồi sẽ tới một cái lúc nào đó chư tăng sẽ bỏ dần tất cả những cái giới luật, bỏ hết, chỉ chừa lại đúng bốn bốn cái giới cộng của một vị tỳ khưu là phải giữ, là gì? Không giết người, không trộm cắp, rồi không hành dâm và không khoe pháp cao nhân. Từ từ sẽ bỏ hết. Và sư và quý vị đây chỉ là những con người rất là nhỏ nhoi, với một cái mong muốn rất là nhỏ nhoi là duy trì một phần nào đó của chánh pháp. Hiểu được đâu là giáo pháp của Đức Phật, hiểu được đâu là giới luật của Đức Phật, hiểu được và duy trì nó. Mình không dám can đảm mà mình nói là mình duy trì nó suốt 5.000 năm hơn, nhưng mà ít nhất khi mà mình còn sống mình vẫn ráng mình giữ gìn. Đó là trong cái khả năng của mình, đó là cái niềm mong mỏi của sư. Và sư mong là sư truyền cảm hứng này cho quý vị, để cho mình hiểu được là mình có một cái việc đền ơn đối với Tam Bảo, đó là giữ gìn cái mạng mạch của Tam Bảo. Còn ai đó mà có cái lòng mà muốn cho Phật giáo nó phát triển, nó khác đi, nó như thế này thế kia để phù hợp hơn đối với cách hiểu của họ, thì đó là việc của họ. Còn việc của mình là mình ráng duy trì ở một cái phần nhỏ nhoi nào đó, duy trì mạng mạch của giáo pháp, chỉ vậy thôi. Và trong cái việc mà mình giữ giới đó, thì cái giới nó bị chấm dứt, nó bị đứt. Nó có nhiều trường hợp, ngay cả tại gia cư sĩ hay xuất gia, nó có nhiều trường hợp bị đứt giới. Thứ nhất là có thể là mình vì cái danh lợi, có nghĩa là mình vì cái quyền lợi, hoặc là mình vì cái tài sản mà mình phạm giới. Cái thứ hai là mình đứt giới vì mình bảo vệ cái quyến thuộc của mình, có là mình vì quyến thuộc mà mình phạm giới. Và cái thứ ba là mình
phạm giới vì mình bảo vệ cái cơ thể của mình. Và cái thứ tư là mình phạm giới để mà mình bảo vệ cái sinh mạng, đó là tất cả những trường hợp phạm giới. Thì xin thưa với quý vị là có một số giới mà Đức Phật cho phép là mình không phải giữ, coi như là ngoại lệ á, với một vị tỳ khưu. Thí dụ như là cái giới không ăn chiều, thì đối với một số vị mà bị bệnh á thì Đức Phật cho phép ăn chiều. Hoặc là đối với những người mà bị mình hay gọi là bị nhập á, mà bị phi nhơn họ nhập, thì nếu như cần ăn thịt sống hoặc cần uống máu tươi thì Đức Phật vẫn cho phép. Có những cái trường hợp mà Đức gọi là ngoại lệ, Đức Phật cho. Hoặc là như cái chuyện ăn uống, chẳng hạn như hôm nay có vợ có thí chủ xin cúng dường bữa trưa, thì sau khi mà hết bữa trưa, thì sau khi cúng dường thí chủ hẹn như vậy đó, thì chư tăng bình thường được ăn sáng đúng không, nhưng mà khi mà có thí chủ mà xin thỉnh cúng dường 10 chai tăng đó, là không được ăn sáng. Rồi thí dụ như mà người ta thỉnh rồi mà người ta đãi ăn á, mà lỡ người ta đãi không đủ no cũng không được ăn thêm. Nhưng mà một vị mà bị bệnh thì mình không phải giữ những cái giới này. Đó thì có một số giới thì trong cái trường hợp đặc biệt ví dụ như bị bệnh thì Đức Phật cho phép là không phải giữ. Nhưng mà còn những cái giới còn lại đó thì Đức Phật nói là dù cho vì cái nguyên nhân tính mạng đi chăng nữa thì cũng không được vi phạm. Tại vì sao? Vì thứ nhất, khi mình phạm giới là mình đã trở thành nô lệ của tham ái. Và thứ hai là mình không được bậc trí tán dương. Như ta nữ gì nhớ vậy nè, cái giới hạnh á là nền tảng của tất cả các cái thiện pháp, cho nên một khi mà mình phạm giới thì mình sẽ không thể tu tập thiền định cũng như thiền tuệ, cũng như thiền chỉ và thiền quán. Và một khi mình đã không thể tu tập thì chắc chắn là mình sẽ không thể chứng đắc đạo quả. Nhớ cái chuyện đó. Và trong cái trường hợp mà mình có những trường hợp như vậy nè, thì một vị tỳ khưu ở khi mà hành thiền ở trong rừng thì có mà bọn cướp nó vào, nó đi ngang qua thì nó thấy, thì tụi nó mới lấy cái dây leo á, nó trói cái vị này lại. Mà quý vị biết nó trói vậy thôi, cái dây leo mà bứt là đứt, nhưng mà vị này không bứt. Mà tới hồi để vị này bị suốt 7 ngày vậy, coi như không ăn không uống gì hết, cuối cùng vị này khô kiệt, vị này chết. Vị này suy nghĩ như vậy nè, cái chết á, thì ai cũng phải chết, ai cũng phải chết á, sớm muộn thôi. Rồi thí dụ như ngày thường á mình tu hành sao không biết, mình chết không không chắc mình đi lên hay đi xuống nha. Không ai biết được mình đi lên hay đi xuống, chết rồi không biết đi lên hay đi xuống, ngay cả bản thân sư cũng vậy thôi. Mà lỡ mà có chết rồi thì sư cầu an cầu siêu làm sao đó, cầu mà sư không biết sư đi lên hay đi xuống. Nhưng mà nếu như mà mình giữ giới, vì giữ được cái giới này mà mình chết á thì chắc chắn mình đi lên. Còn nếu như mà mình phá giới mà chết chắc thì chắc chắn là trước sau cũng phải chết thôi, mà nếu mình phá giới thì chắc chắn mình đi xuống. Vì những lẽ đó thì vị này chẳng thà bị đói chết chứ không bứt đứt cái dây leo để mà thoát ra ngoài. Tại vì quý vị phải biết là một có mơ trong luật thì có một cái giới là không được làm đứt cây cỏ. Và trong một cái trường hợp nữa là trường hợp mà một vị tỳ khưu hoàn tục, một vị sư mà hoàn tục á, thì có hai trường hợp. Một là hoàn tục do phạm giới, cái trường hợp này thì không khuyến khích. Cái trường hợp thứ hai là hoàn tục vì vị này tự nguyện.
hoặc vì cái hoàn cảnh nào đó mà vị này chủ động hoàn tục. Thì khi chủ động hoàn tục á thì nó có một cái có cách như thế này nè, là vị này phải tuyên bố, một là tuyên bố từ bỏ tam bảo, hai là tuyên bố, còn cách thứ hai là tuyên bố từ bỏ cái thầy tổ của mình, cách thứ ba là tuyên bố từ bỏ giới luật, cách thứ tư là xác nhận là kể từ giờ trở đi tôi là một người cư sĩ. Nhưng mà cả bốn cách này đều phải nói cho một vị sư khác là tỳ khưu, một vị tỳ khưu khác nghe và hiểu được, chứ không có chuyện mà bây giờ sư là người Việt Nam mà sư gặp một ông sư khác cũng là tỳ khưu mà người Việt Nam mà sư chơi sư nói tiếng Thái, người ta nghe người ta có hiểu gì đâu. Thì như vậy khi mà họ nghe không hiểu thì mình cũng không thể hoàn tục được. Hoặc là mình nói với tại gia cư sĩ, ví dụ như thậm chí bây giờ mà sư nói với quý vị thì vẫn không thể hoàn tục được, tại vì quý vị không phải là một vị tỳ khưu, hoặc nói với một sa di thì cũng không thể hoàn tục được, mà phải nói với một sư khác, một vị tỳ khưu. mình đã mở miệng ra mình đòi hoàn tục rồi thì không có được pháp y nữa. Cái trường hợp đó là như thế này nè, nó giống như là một ông sư mà ông vô về nhà thí chủ mà cư sĩ cách nào đó dụ dỗ ông sư, ông sư khoái quá ông muốn hoàn tục, thì có hai cách. Một là ông phạm giới luôn tại ngay tại chỗ thì ông đứt giới là tự nhiên là ông phải hoàn tục. Cách thứ hai như bây giờ là có thể là gọi điện cho một vị sư bạn, một vị tỳ kheo để nói là thí dụ như là thôi thì kể từ bây giờ là tôi là một người cư sĩ, tôi không là ông sư nữa, chỉ cần nói vậy thôi, người ta đồng ý hay không chuyện của người ta không cần biết, nhưng mà người ta nghe hiểu là kể từ đó trở đi là mình lột y ra, mình trở thành một người bình thường, lúc đó không làm gì làm. Còn nếu như mà mình phạm giới đó, thứ nhất phạm giới là phải bị đọa địa ngục, chắc chắn phải chịu khổ không đáng, trong khi đó mình như bây giờ chỉ cần bắt cú phone là xong. Cái thứ hai là nếu như mà sau này đó mà muốn đi tu lại đó, thì nếu như mà mình phạm cái tội bất cộng trụ là không được xuất gia tỳ khưu nữa, một số nơi cho phép xuất gia làm sa di mà trọn đời không được lên tỳ khưu. Trong khi đó nếu mà mình chủ động mà mình hoàn tục á thì sau này có muốn tu lại thì vẫn lên tỳ khưu bình thường. Cái chuyện này thì thường hay gặp. Phật giáo phát triển á thì cấm, có nghĩa là một người mà đã hoàn tục rồi á bị kỳ thị ghê, không có chuyện tu lại đâu. Nhưng mà một vị tỳ khưu nguyên thủy á thì hoàn tục mới muốn tu lại thôi, tu bình thường. Mà sư cũng có vài trường hợp hoàn tục rồi cũng về đời cũng làm ăn cưới vợ, nhưng mà sau đó như thế nào đó lại vô chùa tu tiếp, không sao hết. Thưa sư, nhưng mà thí dụ như là vị đó họ biết là họ có lỗi đó, nhưng mà họ lại họ biết cái hành động đó là có lỗi nhưng mà không hoàn tục, phạm lỗi vẫn là phạm lỗi mà vẫn là tin, thì Cái trường hợp đó mình gọi là trộm tăng tướng, trộm tăng tướng là không còn là một vị tỳ khưu nữa mà mình vẫn ráng mình đắp cái y là mình trộm tăng tướng, thì đó gọi là trộm tăng tướng. Và trong Đức Phật nói nó rất là nặng nha, Đức Phật nói cái người đó là cái hạng ăn cướp ở trong Phật giáo, đó là những kẻ cướp trong Phật giáo, không còn là tỳ khưu vẫn ráng đắp y tỳ khưu, Đức Phật nói họ là những kẻ cướp. nhưng mà con lại được học như thế này là cho dù vị đó có cái hạt ăn nở người ta vẫn hơn mình, là người ta dám về gia đình người ta sợ đầu và bắt tin mình thua cái vị đó, cho nên mình đừng có nhìn được cái máu gì hết, Đúng đúng là như vậy, nhưng mà không dám, mình không dám về nhà mình đi. nhưng mà nó có những thứ như thế này nè. Đức Phật nói một người xuất gia đương nhiên là đáng quý, nhưng mà nó có những cái giới hạn mà một người xuất gia không được làm, đó là bốn cái tội bất cộng trụ. Một khi mà cái người đã phạm cái giới đó rồi đó, nó giống như là một người mà bị chặt đầu không thể còn sống, như giống như là một cái cây
nó bị bướng gốc, nó không thể còn sống. Nó cũng như vậy, một người đã phạm vào bất cộng trụ, người đó không còn làm tỳ khưu được nữa, dầu với bất kỳ một lý do gì không làm được nữa, thì cái đó là coi như là đức rồi. Đời này là người này coi như bỏ đi, bước đi. Đối với Phật nói rõ ràng, người đó đời này là coi như là hết tác dụng, hết xài được. Cho nên sư mới nói, chẳng thà chủ động hoàn tục, rồi muốn làm cái gì đó làm, sau này tu lại vẫn còn được. Còn nếu như mà mình để phạm cái giới bất cộng trụ rồi đó, thì sau này không có lên tỳ khưu được nữa. Và trong cái trường hợp mà bị cưỡng ép hoàn tục á, ví dụ như là bị tra tấn nè, hoặc là ví dụ như bị dí dao vô cổ nè, chẳng hạn như vậy. Những cái trường hợp mà bị cưỡng ép như vậy đó, thì vị này có thể nói, có thể nói là bây giờ tôi hoàn tục về tôi không làm sư nữa, có thể nói với một vị tỳ khưu khác. Nhưng mà cái lời nói đó không có hiệu lực. Cái này trong tạng luật quy định là có những trường hợp mà ví dụ như vị này bị đau đớn quá, hoặc vị này bị điên khùng, hoặc là vị này là bị uy hiếp tính mạng, thì những cái trường hợp đó vị này có tuyên bố như thế nào đi chăng nữa, vị này vẫn là tỳ khưu. Cho nên ý, có những cái trường hợp mà Phật giáo bị khủng bố ở nước nào thì cũng từng xảy ra những trường hợp đó, thì chỉ cần lanh trí cái là mình hiểu là cho dù ngay thời điểm đó bây giờ tôi hoàn tục, tôi cởi y, tôi đắp, tôi mặc đồ thường, nhưng mà nhớ khi mà cởi y như vậy á, chủ động hoàn tục như vậy á, vẫn còn là tỳ khưu. Cho dù mình mặc đồ thường mà mình vẫn còn là tỳ khưu. Mà khi mà còn là tỳ khưu á, mà lỡ mà anh đi anh cưới vợ á, là anh phạm đức giới. Nên phải hiểu cái chuyện đó. Rồi, khi mà nói về bốn cái tội mà bất cộng trụ, thì sư nghĩ là sư không đã nói nhiều lần rồi, cho nên là sư nghĩ có thể là cũng không cần phải nói nhiều lại để làm gì, đúng không? Thứ nhất là không có hành dâm, có nghĩa là một vị tỳ khưu là không có quan hệ, dầu cái đối tượng của mình là đối tượng, bất kỳ đối tượng nào đi chăng nữa, dầu là người hay thú, phi nhân hay là thậm chí với một xác chết cũng không được luôn. Cái thứ hai là không có được trộm cắp. Không được trộm cắp ở đây á, là cái giá trị tài sản là nó không, nó phải tới cái mức mà bị truy tố pháp luật ở tùy mỗi nơi nha. Ví dụ như là mình là người Việt Nam thì cái mức truy tố hình sự của mình á, là 2 triệu, thì có nghĩa là một vị sư mà ăn cắp 2 triệu trở lên là đức giới tỳ khưu. Còn ví dụ như ở Nhật thì chỉ cần trộm một cái món đồ nhỏ thôi là cũng bị truy tố hình sự, thì cái giá trị ở cái chỗ đó nó sẽ khác ở chỗ mình, mỗi nơi quy định sẽ mỗi khác. Và nếu như mà không tới cái mức mà truy tố hình sự, mà chỉ cái mức gọi là phạt hành chánh thôi đó, ví dụ như là Việt Nam mình là từ 500.000 cho tới dưới 2 triệu chỉ bị phạt hành chánh, thì cái đó mình được xem cái tội đó là cái trọng tội, là một cái tội nặng, được xem là tội nặng. Còn nếu mà dưới cái mức đó nữa thì là cái tội tác ác. Còn cái giới bất cộng trụ thứ ba đó là không được giết người. Thì nó cũng giống như là cái giới mà không sát sanh, thì hôm trước thì sư đã giải thích rồi đó. Tất cả những cái chi pháp nó cũng tương ứng, nhưng mà cái chỗ này đó là nếu mà giết người đó, đối tượng là con người thì phạm vào cái tội bất cộng trụ. Còn nếu như đối tượng không phải là con người, cho dù thì có thể là phi nhân hoặc là súc sanh hoặc thú vật, thì đó phạm vào tội ưng đối trị, một cái tội khác nhẹ hơn, có thể sám hối. Nhưng mà nếu như đó là con người là phạm tội bất cộng trụ. Cái thứ tư là mình nói dốc cái pháp cao nhân, mình khoe mà mình không có chứng mà mình khoe, thì cái đó là cũng là một cái tội bất cộng trụ. Cái này thì mình phải rất là cẩn thận, tại vì có những cái như thế này nè. Đức Phật nói ngay cả cái chuyện mà mình nói là tôi thích thú ở trong rừng, ngay cả chuyện đó Đức Phật cũng không được nói. Tại mình là cái gì mà mình thích thú trong rừng,
Cho nên Đức Phật nói ngay cả một cái câu như vậy cũng không được nói. Mà cái tật của rất nhiều người là nói chuyện trên mây không à, nói chuyện giống như là mình là thánh vậy đó. Nếu như anh nói chánh pháp, ví dụ một vị pháp sư thuyết giảng chánh pháp, thì có thể vị đó dựa theo cái chánh pháp, dựa theo kinh, dựa theo luật, dựa theo luận Đức Phật nói như thế nào thì vị này nói như thế đó, cái ok không sao. Còn mà cái kiểu mình nói gì thánh á, mình nói ví dụ như bây giờ tôi không còn tham, không còn sân, một cái không còn, hoặc là ví dụ như đối với tôi bây giờ danh lợi nó không là gì hết trơn, thì cái đó mình không được nói. Thường thường đó mình không được nói. Mình nói như vậy có nghĩa là mình nói dốc cái pháp công, nhưng mình chưa chứng thánh, mà mình nói y như mình chứng thánh là không được. Phải phân biệt, một cái là giảng pháp nó khác, còn một cái là nói theo cái kiểu là tôi như vậy đó, nó khác. Hoặc là như ngay cả như khi mà mình chụp hình hoặc mình quay phim mà mình sử dụng những cái kỹ xảo á, ví dụ như mình kỹ xảo của những người ảo thuật chẳng hạn, để người ta tưởng là mình có thần thông cũng không được. Hoặc là ví dụ như chụp hình mà mình chơi, mà mình chơi nguyên cái hào quang ở đằng sau mình là cũng không được luôn. Tại vì mình là cái gì, mình có chứng đắc không? Nếu mình có chứng đắc mà thực sự có người có chứng đắc, không ai đi chụp hình mà đăng Facebook hết trơn. Mà nếu mà mình không chứng đắc mà mình chụp như vậy á, mà nếu mà mình là cái người tại gia cư sĩ thì còn đỡ, nếu mà hàng xuất gia thì coi chừng anh phạm dính vô cái tội này đức giới. Thì giới bất cộng trụ là chắc chắn một vị tỳ khưu là không được phạm. Còn cái tội thứ hai, cái nhóm tội thứ hai cũng rất là nặng, nó rất là nặng mà một vị tỳ khưu không nên phạm. Sở dĩ sư nói rất là nặng là tại sao? Bởi vì đó, một khi phạm là vị này phải có một cái khoảng thời gian cấm túc, y như là bị tạm giam vậy đó. Tùy theo cái thời gian mà vị này giấu tội, ví dụ giấu một năm là phải bị cách ly một năm, còn giấu hai năm là sẽ bị cách ly hai năm. Và có, nếu mà báo liền á, báo liền luôn á, thì sẽ phải cách ly 7 ngày. Và để mà phục hồi lại cái coi như là cái phẩm hạnh của một vị tỳ khưu phục hồi lại thì cần phải 20 vị tỳ khưu khác làm một cái gọi là một cái tăng sự để mà phục hồi cái nhân phẩm của vị này. Nó lớn chuyện lắm chứ không phải chuyện nhỏ đâu. Thì đó những cái tội gì quý vị biết để chi, để mà hộ độ chư tăng, để mà tránh một vị sư phải rơi vào những cái trường hợp bị phạm giới. Cái thứ nhất là không được xuất tinh. Thì cái này cho dù là trực tiếp hay gián tiếp, dầu làm bất kỳ cách nào đi chăng nữa vẫn không có được làm cái chuyện này. Cho nên á, thí dụ như mà ra ngoài bác sĩ á, mà bác sĩ là cần một chút xíu tinh trùng để mà xét nghiệm là ông sư chịu chết, không có một cái cách nào để mà làm được hết. Trừ cái trường hợp mà ngủ mà bị mộng tinh thì cái đó nó không sao hết. Cái đó thì Phật không có nói là bị phạm lỗi, tại vì cái đó là giấc ngủ mà. Thì cái trường hợp đó Đức Phật nói là vô tội. Còn tất cả các cái trường hợp khác, cho dù là vì bất kỳ nguyên nhân nào thì đều phạm cái tội tăng tạng. Cái thứ hai là không được chạm vào người nữ, dầu trực tiếp hay gián tiếp. Gián tiếp là sao? Gián tiếp ví dụ như thông qua quần áo nè, hoặc là cầm cây, hoặc là thông qua một cái cây, hoặc là thông qua sợi dây gì như kéo qua kéo lại chẳng hạn như vậy, hoặc là cầm bông tặng qua tặng lại. Thì cái giới này đó không được chạm vào người nữ, nó có nhiều cái chi pháp, trong đó hai điểm quan trọng. Điểm quan trọng thứ nhất là chạm vào người nữ trực tiếp hoặc gián tiếp. Cái quan trọng thứ hai là cái này mới quan trọng, là cái tâm vị đó là cái tâm tham dục, đang bị tham dục chi phối. Chứ thí dụ như hồi nãy cô Tuyết dân sư cái chai nước với cái bầu thờ, thì nếu mà khi mà chạm vào chai nước thì cũng coi như gián tiếp đúng không? Nhưng mà cái tâm sư lúc đó không phải là tâm tham dục. Khi đó mình nhận cái vật phẩm cúng dường thì tâm sư lúc đó không phải là tâm tham dục thì không sao hết. Nhưng mà thí dụ như không phải cô,
mà một cái cô là thiệt là bốc lửa, thiệt dễ thương, mà đưa sư cái chai nước là sư chắc sư không dám cầm. Nhưng mà nếu sư không chạm vô trực thực thì bữa đó sư có dạy là phải chạm vô. Đúng rồi, đúng rồi. Thì trong cái trường hợp đó, ví dụ như sư đang chạm vô cái bàn nè, rồi cô nâng cái bàn nhé, hay cái lúc mà dân Phật tử hay dân mà dân để kêu để lên bàn đi, rồi để lên cái bàn thì xem như là sư đã thọ. Tại vì á, Đức Phật quy định là trong những cái trường hợp đó đó, mà cái đối phương hấp dẫn quá đó, mà người ta cố tình người ta chạm vô mình ấy, thì đừng có cử động. Đức Phật nói là không có được cử động, coi như là mình đứng hình luôn á, không được cử động. Thì trong cái trường hợp đó sư đã chạm vô cái bàn rồi, sư không cử động gì hết, thì người ta muốn cúng dường, muốn đặt cái này đặt cái kia lên thì tùy. Thì coi như sư cũng đã thọ nhận rồi, hoặc khi sư ôm bát cũng vậy, ôm cái bát đứng yên chỗ, rồi người ta bỏ đồ vô thì bỏ đồ vô, không không cử động thì không phạm tội. Mặc dù có thể lúc đó là cái tâm mình nó nhảy đâu đâu á, nhưng mà mình không có được cử động, nhớ, tại vì mình là thụ động mà mình đó. Hoặc có những trường hợp như mà người nữ á, họ thương mình quá hoặc họ xúc động quá, có nhiều trường hợp tôi thấy người ta thấy giống như ngày ngày giác giới, khi mà ngài ôm bát thì có cô Phật tử kiểu cổ gặp cao tăng mà cũng xúc động, nó cũng nhào tới cổ ôm, lập tức vị này lùi ra liền đó. Thì trong cái trường hợp mà thí dụ như mà bị ôm trúng á, thì có hai cách. Một là đứng yên chỗ, coi như là chịu chịu đứng hình luôn á, đứng hình không có được cử động. Cái thứ hai là dùng thoát ra, hai cách đó thì được, chứ còn ngoài ra không được làm cách nào khác đó. Cho nên cái chuyện mà xúc chạm với người nữ nó rất là nhạy cảm, mà mình phải xét cả hai trường hợp, một là cái hành động, hai là cái tâm của người đó lúc đó như thế nào. Cho nên ấy, mới có câu chuyện mà cổng cô gái qua sông, quý vị có hay nghe không? Có nghĩa là một vị sư cổng cô gái qua sông, rồi một vị sư bạn thì hỏi sao anh cổng cô qua sông, thì cái vị cổng qua vị này mới nói là tôi cổng qua tôi để cổ ở bờ sông rồi, còn anh kéo tới chùa để làm gì. Thực tế như thế này nè, nếu như cái vị mà cổng cô gái qua sông mà vị đó mặc dù cái thân là xúc chạm cô gái đúng không, nhưng mà cái tâm của vị đó không có tham dục, vị đó có thể an trú trong thiền định hoặc an trú trong tứ niệm xứ, miễn làm sao mà vị đó lúc đó tâm lúc đó không có tham dục không sao, vị đó không phạm giới. Còn nếu như mà vị đó cái tâm mà chỉ trong một cái tích tắc thôi mà có cái tham dục nổi lên là vị đó phạm giới tăng tràng. Cho nên cái quan trọng của sư khi mà sư đọc cái câu chuyện đó không phải là cái vị sư này để cô gái ở bờ sông hay để cô gái ở chùa, để ở đâu không quan trọng, quan trọng là trong suốt cái quá trình đó cái tâm vị này như thế nào, cái đó mới là quan trọng. Cho nên mình nhìn ở ngoài mình không biết được, và cho nên khi mà nói vậy để tránh những cái trường hợp mà sau này cũng có thể giữ gìn cho mấy ông sư, mấy cô mấy bà mà chụp hình kêu né né xa xa tí xíu đó. Rồi còn cái nữa đó là không có nói cái lời dâm dật, dâm dục không có được nói, mà ông sư là không có được nói. Cho nên trong những cái lần mà giảng pháp sư có nói những cái chuyện này á, ngồi ở trên cái bàn pháp sư nói cái gì thì nói được, còn ngồi mà nói chuyện bình thường không được nói. Cái trường hợp cụ thể như thế này nè, ví dụ như mình nói lấy, có những cái trường hợp mà mình nói bình thường không sao, nhưng mà mình nói lấy á, thì cái từ lấy đó lại là một cái từ nó rất là tục tiểu, thì một ông sư cũng không được nói. Hoặc là như trong tạng luật nó có trường hợp như thế này nè, ví dụ như là một ông sư mà thấy cái cô gái mà cổ ôm cái bó mà lông cừu á, lông cừu, một cái lông cừu đen, thì ông này ông mới nói là chỗ cô có lông đen, thì cô gái cô hiểu là thì đúng rồi, vậy đúng rồi, con đang mang cái lông cừu đen. Nhưng mà khi mà vị này nói về thuật lại đó, thì Đức Phật nói là ông phạm giới tăng tạng. Tại vì khi mà ông nói, ông ám chỉ cái chỗ khác cho ông, không có nói ngay cái chỗ cái bộ lông đó, thì đó cũng được xem như cái lời dâm dục. Có nghĩa là cho dù người ta có hiểu hay không hiểu, mà mình đã nói rồi là chắc chắn là mình phạm giới. Nói như vậy. Còn tiếp theo điều thứ tư là không được khuyến khích, kêu gọi hoặc ca ngợi cái việc mà phục vụ tình dục cho bản thân mình. Vì thế nó lạ ha.
Có nghĩa là mình không, cho dù cái chuyện đó mình có làm hay không không cần biết, nhưng mà mình không có được khuyến khích người ta. Ví dụ, tại vì cái duyên khởi của cái chuyện này là như thế này nè, là một vị sư tới nhà cô Phật tử thí chủ á, thì cái cô này cổ thuyết pháp thì cô này cũng hoan hỷ quá, thì cô mới nói bây giờ sư cần cái gì con cúng. Thì sư mới nói ở chùa giờ tôi đâu có thiếu gì đâu, chỉ có mỗi cái đó vợ chồng họ có tôi không có thôi. Thì cô mới nói à vậy thôi mời sư vô trong phòng đó. Về cổ vô phòng cổ lột đồ cũng nằm sẵn đó đó. Thì ông sư này ông vô ông, mà cô này cũng đẹp lắm nha, chứ không phải là cái kiểu mà xấu bình thường nha, mà cô này cũng rất là đẹp. Mà ông này ông nói vậy thôi, mà tới hồi ông vô trong phòng á, ông nhìn cô này xong rồi ông phun nước miếng ông bỏ đi. Cô này cũng mới quê, cũng quê bình thường, tôi đâu có làm, tự ông xin ông mở miệng ra thì tôi mới cho, đâu phải là tôi là cái thứ gì đâu. Nhưng mà ông làm vậy thì coi như là mất phẩm giá quá, quê quá, thì mới hê lên mới kể người này kể người kia nghe. Thì rốt cuộc cái câu chuyện đó đến tai Chư Tăng, rồi Chư Tăng đưa lên cho Đức Phật, thì Đức Phật mới nói là từ giờ trở đi là không có được cái chuyện mà kêu gọi hoặc là gợi ý phục vụ tình dục cho bản thân, cho dù là mình với một cái mục đích gì nó giỡn đi chăng nữa cũng không được. Đó, cái thứ năm, cái này mới khó nè, là không có được mai mối, không có được làm ông mai. Thì nhớ có nhớ thì mới cách đây không lâu, hôm Valentine thì có một cô cổ giữ giới rất là tốt, giữ giới rất là tốt, mà cái con người của cổ thì sư thấy là giới hạnh nó cũng đàng hoàng, mà nhan sắc cũng không tới nỗi tệ. Thì cổ này cũng mới than là tìm không ra cái không ra cái người, không tìm không thấy người yêu. Mà sư thì trong nhóm những cái nam cư sĩ mà sư biết á, sư thấy là cũng có một chú gì cũng hơi được. Nhưng mà như vậy nè, chỉ nghĩ trong đầu thôi, hay là mình giới thiệu hai người với nhau, nhưng mà sực tỉnh lại luật không có cho. Nếu như mà mình lỡ mình giới thiệu hai người với nhau á, là mình dính vô cái tội là tội mai mối, cái này là cái tội tăng tàn, nó nặng lắm chứ phải tội nhẹ. Tại sao vậy? Tại vì á, lỡ mà mình mai mối cho người ta đó, người ta hạnh phúc không nói làm gì, mà lỡ mà người ta mà gây lộn với nhau là ông sư ra chửi. Cho nên cái này là cái trong đạo luật có ghi đó, cho nên là Đức Phật cấm là không có được làm mai. Còn cái trường hợp mà mình tổ chức đám cưới ở trong chùa là như thế nào? Có nghĩa là hai người quen nhau từ đời nào rồi, đúng không? Người làm đám cưới thì cũng ra làm ở ngoài, tới chùa chẳng qua là để Chư Tăng chứng minh, thứ hai là chúc phúc, hoặc là để giảng pháp cho hiểu cái bổn phận của người vợ hoặc người chồng. Thì cái chuyện mà làm đám cưới đó thì nó không phạm vào cái lỗi này. Mà sư thấy thì cái việc mà tổ chức cái hôn nhân ở chùa á, thì sẽ thấy là chùa giác ngộ như làm nó cũng khá là tốt, mà bản thân chùa Nam Tông thì cũng làm được 2 lần. Thì cái đó là sư không phản đối, nhưng mà cái gì nó cũng có mặt trái của nó, đừng có làm cho nó trở thành một cái ngành nghề kinh doanh thì sư không khuyến khích. Cái tiếp theo á, hai cái điều tiếp theo là xây cất cái chú xá mà nó không có đúng quy định. Mà cái này thì Chư Tăng làm gì với nhau thôi, còn Phật tử thì không dính dáng gì, cho nên là sư không có bàn. Còn một cái điều nữa đó là không có được bôi nhọ một vị tỳ khưu khác bị bất cộng trụ, không được bôi nhọ. Ví dụ như mình biết người ta bị bất cộng trụ đúng không, nhưng mà đó, mình chỉ có thể họp Chư Tăng lại làm một cái tăng sự, để chi? Để xử lý cái vị này. Xử lý một là bắt vị này phải hoàn tục, tại vì anh đã phạm bất cộng trụ rồi, anh phải hoàn tục. Còn hai là có một cách giải quyết nào khác, nhưng mà thì kiểu gì thì cũng phải hợp Chư Tăng lại để làm một cái gọi là một cái tăng sự, chứ không có cái chuyện mà ông sư này biết ổng phạm bất cộng trụ tôi ra tôi ngồi kể Phật tử, chuyện đó không được. Hoặc là đem kể cho người này nghe người kia nghe, kể ông sư này nghe ông sư kia nghe, rồi kể cho người này nghe người kia nghe, hoặc đăng lên Facebook hoặc đăng lên này nọ kia, tất cả những chuyện đó không được làm. Một vị sư chỉ được
đem cái chuyện này ra hợp với chư tăng để giải quyết cái con người này, chứ mình không có đem lỗi người ta ra để mình thê ra để mình kể cho nhau nghe, để mà mình chửi rủa nhau để làm này nọ kia, cái chuyện nó không được. Có nó rất quan trọng. Cái giới tiếp theo, cái tiếp theo mà một vị sư không có được làm, đó là không được vu khống. Không được vu khống một vị sư khác phạm lỗi. Nếu trường hợp như thế này nè, thí dụ như thấy có trường hợp là có hai vị, có vị sư thì có hiềm khích cá nhân đối với một cái vị sư khác, thì lúc mà đi ra đường, nguyên nhóm đi ra đường thì thấy hai con chó nó đang giao phối với nhau, thì ông sư này ông mới quy định, nó mới bàn với nhau, bây giờ tôi quy định nha, cái con địch là tên ông sư A, còn cái con chó cái là tên bà Ni B, rồi tôi quy định vậy đó nha. Rồi bây giờ mọi người thấy nha, cái ông sư A này rõ ràng là ông đang làm cái chuyện nam nữ với bà Ni B nha, hai người đang làm chuyện nhau, hai người thấy nha, tự ông đặt tên và tự ông quy định, thì khi mà về chuyện nó đồn lên thì người ta đâu có biết đâu, thì người ta mới lôi ông sư đó ra, lúc đó có Đức Phật chứng minh, thì Đức Phật mới hỏi, thì hỏi ra cụ thể mới lòi ra là cái vị sư này không phải, mà tại vì cái ông đó ông ghét quá thì ông quy định là cái con chó tên là như vậy đó, ông quy định mà. Thì Đức Phật mới nói là trong cái trường hợp mà mình vu khống mà dựa trên những cái điểm khác biệt như vậy đó là đều phạm cái tội tăng tài. Hoặc ví dụ như chẳng hạn như là nói hỏi ví dụ người ta hỏi là mấy ông sư ở chùa Nam Tông tu có tốt không, thì lỡ chẳng hạn như ông sư khác mà ông có hiềm khích với chùa Nam Tông, ở nơi tôi không biết mà tôi nhớ như cũng có mấy ông ở trong chùa mà cũng dắt gái về chùa tối ngủ lại chùa, mấy ông đâu không biết mấy ông nào mà tôi biết mấy ông đó ở chùa Nam Tông, nhưng mà sao mấy ông như chú Tuấn cũng làm bếp vậy, ông dắt vợ ông vô phòng ông chuyện của ông, nhưng mà cái người nói đó cố tình lấp liếm cái chuyện đó, cố tình lấp liếm để cho người ta hiểu lầm, thì cái chuyện đó là cũng phạm vào cái tội là bôi nhọ vị khác mà dựa trên cái sự khác biệt, có nghĩa là nói mánh nói khóe nói làm sao để người ta hiểu lầm cái ý theo cái chủ ý của mình đều không được. Và cái điều tiếp theo nữa đó là phạm cái lỗi là chia rẽ hội chúng. Thì chia rẽ ở đây đó, thì xin thưa với quý vị là chỉ có một vị tỳ khưu mới có thể phạm cái lỗi này. Sa di không làm được, sa di không thể chia rẽ hội chúng. Cư sĩ nam, cư sĩ nữ không thể chia rẽ hội chúng. Chỉ có một vị tỳ khưu mới có khả năng làm điều này, cho nên ấy, nhiều người họ nói cư sĩ thì làm này làm cái kia thì thành ra phạm cái lỗi là chia rẽ chư tăng. Không phải như vậy, chỉ có một vị tỳ khưu mới làm được chuyện đó thôi, cư sĩ không làm được. Chia rẽ như thế nào? Chia rẽ thành hai nhóm, ít nhất là mỗi nhóm bốn vị. Bắt đầu hành tăng sự viên, có là tụng kinh viên nè, rồi có cái lễ gì đó, hội họp gì đó, hoặc là bàn cái luật, hoặc là những chuyện này nọ kia, tăng sự á là viên, không có làm chung nhau nữa. Chứ còn mà cãi lộn với nhau vẫn chưa tính, mà phải tách ra nhau ra sinh hoạt riêng luôn, không ở chung với nhau nữa, thì cái đó được gọi là chia rẽ hội chúng. Mà chia rẽ hội chúng ở đây đó, xin thưa với quý vị là từ cái người đầu tiên mà chia rẽ hội chúng là Đề Bà Đạt Đa. Nhưng mà tiếp theo là sau khi mà Phật giáo đến cái thời kỳ mà phân chia bộ phái ấy, thì lại nảy ra cái trường hợp là chia rẽ hội chúng. Chia rẽ cho tới bây giờ mà mình thấy nó ở Việt Nam mình là Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Phát Triển, là cũng hai cái hội chúng đã bị chia rẽ. Thì cái trường hợp mà nếu mà nhiều người họ muốn sắp gọi là sáp nhập lại đó, để coi như thống nhất lại chư tăng với nhau, thì theo như sư thấy là bây giờ thì hầu như là không thể. Tại vì sao? Đức Phật quy định khi mà hội họp lại đó, hai cái nhóm mà bị chia rẽ đó, thì phải thống nhất những cái gì điểm, những cái điểm khác biệt, những cái điểm gì biệt
Ví dụ như Phật giáo nguyên thủy tụng kinh như thế này, Phật giáo phát triển tụng kinh như thế này, phải hai gom hai bộ kinh đó lại với nhau đối chiếu, cái chỗ nào khác nhau phải làm cho rõ, làm cho rõ. Một là cả hai bên đều đồng ý, đều công nhận cái bài kinh đó, cái giáo lý đó. Hai là cái chỗ khác biệt đó phải bỏ, thì chỉ khi đó đó coi như là mình hai bên đều thống nhất cái quan niệm giáo lý, thống nhất về cái cách hành trì, thống nhất về cái cách thờ phụng đó. Ví dụ như ở Phật giáo nguyên thủy chỉ thờ một Phật Thích Ca, còn Phật giáo phát triển thì thờ tới một nhóm tới ba người, lần một là Phật Thích Ca, bên là hai vị Bồ Tát, còn học hoặc là Phật Di Đà bên cũng hai vị Bồ Tát, phải thống nhất lại nha. Một là nguyên thủy cũng thờ chung luôn, hai là bên kia phải bỏ, cái chỗ khác nhau nó phải bỏ. Chừng nào mà thống nhất được như vậy đó thì mới xem như là hợp nhất hai cái hội chúng được bị chia rẽ, không thôi là không được. Nó khó, cái chuyện này cái chuyện khó mà sư theo cá nhân sư thấy là hầu như cái chuyện nó không có khả năng. Còn cái chuyện chia rẽ đó, như sư nói chỉ có một vị tỳ khưu mới làm được chuyện đó thôi, chia rẽ thành hai cái hội chúng khác nhau, rồi tụng kinh khác nhau, rồi làm tăng sự khác nhau, cái gì nó cũng khác nhau hết, toàn bộ khác nhau, thì mình gọi là chia rẽ hội chúng. Thì cái người chia rẽ hội chúng đó thì phạm cái lỗi tăng tàn. Còn cái điều nữa là những người ủng hộ cái việc chia rẽ hội chúng thì cũng phạm cái lỗi này luôn. Và điều học tiếp theo là khó dạy về cái giới luật. Hồi nãy sư có nói cái phần mà khi mà mình từ bỏ giới luật á thì có nghĩa là mình không còn là một vị tỳ khưu nữa, cho nên đối với Phật giáo nguyên thủy thì không có chuyện đó, nhưng mà Phật giáo phát triển có một số nơi, sư không dám nói là tất cả, nhưng mà có một số nơi sau khi mà thọ giới tỳ khưu xong rồi đó, những vị này bỏ giới tỳ khưu, bỏ 250 giới, thọ giới Bồ Tát, thì theo đúng như tạng luật, ngay cái thời điểm mà anh xác định anh bỏ 250 giới thì cái việc thọ giới tỳ khưu của anh chấm dứt từ đó, từ đó cho đi là anh trở thành cư sĩ, anh không còn tỳ khưu nữa. Chẳng qua anh còn đắp cái y thì anh thành người mạo nhận tăng tướng thôi, chứ không, anh không còn là một vị tỳ khưu nữa. Cho nên cái việc mà mình bỏ giới nó rất là nguy hiểm. Còn cái điều học này đó là khó dạy về giới luật. Ví dụ như cái vị này phạm giới mà khuyên khuyên bảo vị này, nói bây giờ sư không được làm vậy, sư làm vậy là sư phạm giới, vị này cải hướng nhất quyết là không nghe, không nghe cũng không sửa luôn, thì cái này gọi là khó dạy. Thì trong trường hợp đó chư tăng có thể hành mở một cái cuộc họp gọi là tăng sự á, để nhắc nhở vị này lần một, lần hai, lần ba vẫn không nghe thì xem như là phạm cái tội tăng tạng. Và cái điều học cuối cùng là không chấp hành cái lệnh trục xuất của chư tăng. Cái này thấy ngộ nhưng mà nó có những cái liên quan như thế này nè. Sở dĩ mà bị cái lệnh trục xuất á là bởi vì đó, đó là những người như thế nào? Đức Phật nói đó là những người mà làm ô nhiễm những người tại gia cư sĩ, làm cho những người tại gia cư sĩ trở nên hư hỏng. Hư hỏng ở đây là sao? Có nghĩa là liên hệ và mua chuộc. Là thí dụ như là mình gọi điện, như bây giờ có thể là mình gọi điện cho cư sĩ gọi suốt ngày, rồi để mà mình lấy lòng cư sĩ, rồi mình tặng cái này, mình tặng cái kia, mình làm cách nọ cách kia để cho người ta vui lòng. Đó, có thì những người như vậy đó, thì cư sĩ mình sẽ làm cho cư sĩ họ bị hư đi, họ tới chùa không còn vì cái mục đích là để tu tập nữa, họ tới chùa chỉ là để tăng dốc với nhau, để tăng dốc với chư tăng, rồi họ tới chùa là để họ nhìn vị Phật như là vị thần, họ tới họ lại họ cầu xin họ ban phước thì giáng quả, hoặc tới chùa để làm những cái lễ lộc mà Đức Phật không hề quy định. Những cái trường hợp đó mà mình làm, Đức Phật nói những cái con người đó gọi là những người làm cho cư sĩ bị hư hỏng đi, họ không còn biết đâu là chánh pháp. Thì
Trường hợp đó Đức Phật nói là chư tăng phải trục xuất những vị đó, không cho ở chùa, không cho ở địa phương đó nữa, phải trục xuất rồi là bị đuổi đi đó. Còn nếu như mà vị đó không chấp hành cái lệnh trục xuất thì vị đó phạm cái tội trục xuất. Mà quý vị thấy thì cái trường hợp này bây giờ rất là nhiều, chẳng qua chư tăng không trục xuất thôi, còn những người làm hư hỏng với gia đình như vậy thì rất là nhiều. Thì đó là 13 cái tội tăng tàn và 4 cái tội bất cộng chủ. Thì đây là những cái tội rất là nặng mà một vị tỳ khưu không có được phạm. Thì những cái tội này đấy, quý vị biết để mà có cách hộ độ chư tăng cho nó đúng. Còn những cái lỗi khác thì nho nhỏ, thì nếu mà quý vị muốn biết thì làm ơn mở cái quyển phân tích giới tỳ khưu ra để mà quý vị đọc, còn không thì thôi. Và sư tới đây á, thì sư cũng muốn chấm dứt cái phần giới luật, chấm dứt cái phần giới luật để chi, để bữa sau mình có thể đi qua cái phần định. Tại vì cái phần giới đó mình đã học nó cái thời gian theo như sư thấy là nó quá dài, nó dài lắm rồi, mà mình tiếp tục mình vẫn thực tế mình vẫn có thể học tiếp, vẫn có thể học tiếp, nhưng mà sư sợ là mình học nhiều mình sẽ chán. Cùng một cái vấn đề mà mình học nhiều quá mình sẽ chán, thì nó cũng không có hay. Cho nên là sư quyết định là sư cái phần sau thì mình sẽ cắt và mình đi tiếp qua cái phần định, thiền định. Thì tuần sau thì nếu như mà ai có việc bận thì cứ nghỉ, còn mà hết ba người xin nghỉ rồi thì sư không biết tuần sau có ai lên hay không. Thì tại vì sư không có liên hệ, mình không có một cái nhóm không liên hệ được, cho nên sư cũng không biết là tuần sau mà ba người thì nghỉ thì có bao nhiêu người học thì sư không biết. Thì tuần sau theo như sư thấy đó thì vẫn hành thiền bình thường. Nếu như mà có người học thì sư sẽ tiếp tục dạy, mà sư sẽ dạy cái phần mới là qua cái phần định. Còn nếu như mà không có ai thì thôi. Và trong cái phần giới thì tạm xem như là mình đã kết thúc. Thì nếu như mà trong suốt cái quá trình học ấy mà có cái vấn đề gì mà mình cần phải hỏi chưa hiểu thì quý vị có thể hỏi. Không nhất thiết là phải ngày hôm nay, có thể trong suốt những cái buổi học tới quý vị đều có thể hỏi. Có thể hỏi trước rồi tới cái hôm giảng thì sư sẽ giải thích. Và những cái phần mà sư đã giảng vừa rồi á, đủ cho quý vị đi xem bói. Để làm chi? Mình mở ra để mình biết là khi mà mình làm như vậy thì mình sẽ phải chịu những kết quả như thế nào, và khi mà mình bị những cái kết quả như thế nào đó thì mình sẽ có thể mình suy ra là nguyên nhân do đâu mà mình bị như vậy. Có thể mở ra coi. Rồi thì những cái lời giảng của sư thì nếu như mà giúp ích được quý vị trong cái việc mà phát triển trong chánh pháp thì đó là nhờ vào trí tuệ của Đức Phật cũng như chư thánh tăng. Còn nếu như có những cái sai sót gì đó trong cách trình bày cũng như nội dung thì đó là sai sót của cá nhân sư. Thì mong cho tất cả được an vui. Bây giờ mình hồi hướng nha.